Em xin kính chào toàn thể các bác, các cô, chú, anh chị ạ. Em là Thương ở Con Tum, em ở kênh Artist Channel. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2019. Bên em có về được một số giò giả hạt thuần thuộc vùng Đắk Long, Đắk Lây nha mọi người nha. Đây. Thuộc vùng Đắk Long, Đắk Lây. Em xin giới thiệu từng chậu cho mọi người xem. Đây là chậu số 1. Chậu số 1 thì gồm có một dề, một thân hoa và một thân xanh. Mặt hoa rất là tím, tím đẹp lắm luôn. Đấy. Rất là đẹp nha mọi người. Dề số 1 này em bán 500k. Dề số 2 cũng gồm có một dề, một thân xanh, một thân hoa. Thân hoa rất là to và dài luôn. Thân hoa rất là to này mọi người nè. Đây là mặt hoa. Đấy. Rất là đẹp nên em không cần phải giới thiệu nhiều đúng không mọi người? Tại vì mọi người vừa chơi hoa thì mọi người nhìn mọi người cũng biết. Đây là dề số 3. Dề số 3 em bán 550k. Gồm có 2 dề. Đây, lưỡi nhọn. Lưỡi nhọn rất đẹp. Mắt to đậm. Đấy. Dề số 4 em bán 600k. Gồm có 2 dề lớn và 2 cây nhỏ. Mặt hoa rất đẹp. Riêng cái vùng Đắk Long, Đắk Lây thì mọi người mặt hoa là mọi người khỏi phải ý ấy luôn. Mặt hoa rất là đẹp luôn. Cây này ra hoa rất là to nha mọi người nha. Cây này hoa rất to này. Đấy. Gồm có một thân xanh, một thân hoa. Mắt nhỏ. Mắt nhỏ này, nhưng mà hoa rất là to luôn. Đấy. Dề số 5 em bán 650k. Dề số 6, mắt nhỏ, mắt hồng rất đẹp. Dề số 6 em bán 600k. Gồm có một thân xanh, một thân hoa. Dề số 7. Hoa đẹp không mọi người? Hoa rất là đẹp luôn. Lô này em bán rất là rẻ nên là mọi người nhanh tay nhé. Lô số 7 em bán 550k. Lô số 8 thì gồm có 2 dề riêng biệt. Đấy. Đây mọi người nhìn kỹ này, mặt hoa này. Đẹp chưa? Sọc dưa rất đẹp luôn. Đó. Dề này em bán 650k. Dề số 9, cánh hoa rất là bay luôn. To này, mắt to đẹp. Dề số 9 em bán 500k. Dề số 10 em cũng bán 500k. Mắt nhỏ, cánh bay. Rất đẹp luôn. Lô này em bán rất là rẻ nên là mọi người nhanh tay nhé. Mọi người nhanh tay thì còn, chứ không là hết. Đây em có một giò rất là đẹp. Gồm có 5 thân. 5 thân xanh lá tre. Lá tre dài. Này là vùng Đắk Long, Đắk Lây nha mọi người nhé. Gồm có 3 dề riêng biệt luôn. Gồm có 3 dề riêng biệt. Rất là mập. Rất là tốt luôn. Đây mặt hoa này. Mặt hoa thì hôm nọ em có chụp hình lại rồi. Nếu mà ai mua thì có thể liên hệ qua Zalo của em để em cho xem mặt hoa lại nhé. Hoa rất là to luôn nha mọi người nha. Hoa rất là to. Dề này em bán 3 triệu nha mọi người. Em sẽ ưu tiên cho khách chuyển khoản nha. Dề số 11, 650k, gồm có 2 thân xanh, thân hoa. Thân hoa của nó dài gần 80cm. Đấy, lưỡi rất đẹp luôn. Số 11, 650k. Đây em có một giò siêu phẩm này. Một giò siêu phẩm nha. Rớt mất cái giấy. Đây, giò siêu phẩm này. Giò siêu phẩm này là 1 triệu rưỡi. 1, 2. Gồm có 6 thân xanh. Xanh mướt luôn. Hoa cực kỳ sai luôn nha mọi người. Hoa rất là sai luôn.
lưỡi nhọn, mắt đen, thùy sạch nhá, đẹp lắm luôn á, rất là đẹp, hoa rất là sai luôn. Mọi người chơi hoa là những cái cây này sai hoa là về rất trồng sang năm ra hoa rất là đẹp luôn nhá. Chậu này em bán 1,5 triệu, số 12 1,5 triệu nhá. Mọi người mua hàng thì liên hệ với số điện thoại của em 0971111780. Đây mọi người xem rất đẹp luôn. Đó. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của em.